Chào mừng quý vị, cô chú, anh chị, các bạn đã quay trở lại kênh Đà Lạt Street của Nhân La Cà. Và hôm nay Nhân La Cà rất vui khi lại tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong một video tiếp theo về Đà Lạt. Sáng hôm nay là sáng ngày 4 tháng 1 năm 2023, nhằm ngày thứ tư. Nhân La Cà hướng từ phía nhà thờ Ông Gà để đi xuống Hồ Xuân Hương. Hôm nay Nhân La Cà sẽ gửi tới quý vị những hình ảnh thân quen của thành phố Đà Lạt, với những cung đường, với những tuyến phố. Tuy nhiên thời tiết và du lịch cũng như là những cái hoàn cảnh thì sẽ thay đổi quý vị. Trước mắt chúng ta đó là đập cầu Ông Đạo. Vào những cái ngày lễ thì khu vực này rất là đông du khách, người dân ghé tới tham quan chụp ảnh. Nhưng sáng nay thì cảnh vật thì vẫn vậy. Tuy nhiên thì người thì chúng ta không thấy đâu quý vị ha. Có nghĩa là không có ai ghé tới đây check-in chụp ảnh. Đối với người dân Đà Lạt thì người ta đã ghé qua ghé lại và chụp ảnh rồi, cho nên bây giờ những cái khung cảnh này đã quá đổi là quen thuộc rồi. Còn đối với du khách thì những ngày nay du khách tới thành phố Đà Lạt cũng vắng sau lễ quý vị, vì giữa tuần thì cũng lo làm việc, mọi người cũng lo làm việc rồi chạy đà cho một cái năm mới. Sau khi mà kỳ nghỉ lễ kéo dài 3 ngày, họ đã vui chơi, đi tham quan nơi này nơi kia, thì bây giờ quay trở lại làm việc với một cái năng lượng mới cho một cái năm mới. Những ngày đầu năm mới năm 2023 đã trôi qua được 4 ngày rồi quý vị. Nhưng mà thời tiết ở Đà Lạt vào những ngày đầu năm mới khá là xấu. Trời âm u, buổi sáng cũng giống như buổi chiều, trời âm u, mây mù khắp lối và có lúc có mưa nữa quý vị. Cho nên khung cảnh đã vắng du khách, đường phố đã vắng, cộng với thời tiết cũng như là bầu trời âm u, thấy đúng kiểu thành phố buồn luôn quý vị ha. Lối đi vào chợ thì hai bên, bên phía tay trái là người ta bày bán cây kiểng, hoa lá để bán cho du khách. Tuy nhiên sáng nay dường như là rất vắng du khách luôn, thật rất là khó mà tìm được một du khách đi dạo ở ngay khu vực này. Có lẽ vào trong chợ thì cũng có, tuy nhiên ở ngoài này thì dường như không có khách du lịch luôn quý vị. Và các cái quầy đặc sản ở khu vực này thì mọi người cũng đứng đi qua đi lại thôi, chứ cũng không có du khách để tới hỏi mua đặc sản. Nên chúng ta thấy du lịch vào những cái ngày cuối tuần cũng như là nghỉ lễ thì đông đúc, còn những cái ngày thường này thì khi mà du khách đã đến thành phố Đà Lạt nhiều rồi, một cái kỳ festival hoa kéo dài 2 tháng, và trong 2 tháng đó thì thành phố Đà Lạt đã đón hơn 1,8 triệu du khách ghé tới Đà Lạt quý vị. Cho nên giờ thì người ta cũng đi rất là nhiều, đã quá quen rồi. Có lẽ là chờ cho tới Tết Nguyên Đán, còn khoảng chưa tới 20 ngày nữa thôi là đã tới Tết Nguyên Đán rồi quý vị. Tết ta đó quý vị. Cho nên người ta cũng sẽ chờ một cái kỳ nghỉ Tết để mà đi du lịch tiếp. Vì kỳ nghỉ Tết thì kéo dài tới, nếu mà theo lịch đó thì kéo dài 5 tới 7 ngày thôi. Nhưng mà có lẽ là cái ngày thứ 6 đi làm thì chắc cũng không ai đi làm, vì họ sẽ nghỉ luôn và kéo dài thêm thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Cho nên là kỳ nghỉ lễ sẽ kéo dài, kỳ nghỉ Tết sẽ kéo dài lắm. Ở đây thì cũng có các bạn trẻ ghé tới để mà chụp hình với những cái bức ảnh về ngày Tết rồi quý vị. Bây giờ là chuẩn bị đến Tết cho nên những cái bức ảnh ngày Tết đang nở rộ. Sắp tới Tết Tây với lại Tết Giáng sinh thì người ta chụp những cái bức ảnh về Giáng sinh. Còn bây giờ thì chuẩn bị Tết rồi thì người ta sẽ chụp những cái bức ảnh về ngày Tết, áo dài với những cái khung cảnh về ngày Tết. Nhân La Cà cũng giới thiệu cái quán cà phê Ni Coffee quý vị. Thì người ta cũng trên đường Trần Hưng Đạo, số 2 Trần Hưng Đạo, nơi mà người ta cũng trang trí ngày Tết rất là đẹp. Chúng ta có thể ghé tới để check in chụp ảnh. Mấy hôm nay thì Nhân La Cà bận rất là nhiều việc, vì đầu năm mới và cũng chuẩn bị là kết thúc năm 2022, năm cũ, và là năm năm ta đó quý vị. Thì cũng chuẩn bị đến Tết, cho nên là cơ quan công ty cũng rất là nhiều việc, nên Nhân La Cà cũng chậm ra những cái video để cập nhật cho quý vị. Hy vọng thì sắp tới sẽ rảnh hơn khi mà cơ quan cũng tổng kết cũng như là
công việc sẽ bớt đi thì Nhân Lạc Ca sẽ làm nhiều video hơn. Nhân Lạc Ca cũng định làm những cái video các cái khu du lịch, những cái điểm mà sẽ tham quan chụp ảnh Tết cho quý vị. Tuy nhiên do thời tiết cả mấy ngày hôm nay, từ đầu năm mới tới giờ đã 4-5 ngày rồi, thì thời tiết khá xấu, cho nên vào các cái khu du lịch, các cái điểm đó quay thì nó cũng không có đẹp lắm. Cho nên đợi nắng lên thì Nhân Lạc Ca sẽ quay. Và theo như dự báo thời tiết thì những ngày tới thì thời tiết vẫn còn âm u và khả năng còn có mưa nữa quý vị. Cho nên thời tiết không có đẹp. Có lẽ sẽ qua tuần thì Nhân Lạc Ca sẽ làm những cái video giới thiệu về thêm về các cái khu du lịch cũng như là các điểm chụp ảnh cho ngày Tết Nguyên Đán sắp tới đây. Và tiếp theo thì là con dốc Lê Đại Hành đi lên hướng khu Hòa Bình nữa quý vị. Bây giờ đã có mưa phùn lất phất và có những giọt mưa rơi vào ống kính đó quý vị. Cung đường này thì cũng nhiều du khách ghé chụp ảnh. Tuy nhiên hôm nay chúng ta cũng thấy rất là vắng luôn. Vì một cái ngày giữa tuần cộng với thời tiết xấu. Vì hiện nay nếu mà ai đi du lịch thì người ta cũng phải coi về thời tiết. Nếu mà thời tiết xấu thì gác qua để tới khi thời tiết đẹp rồi chúng ta đi du lịch quý vị ha. Mùa này thì mai anh đào ở khu trung tâm thì vẫn chưa có nở đâu quý vị. Ngoài ô như là khu trong Lạc Dương, rồi Đà Sa và một số tuyến ở khu vực Xuân Thọ, Cầu Đất thì đã nở lác đác, và có một số nơi thì nở cũng mức độ vừa phải, chưa có bung hết, tuy nhiên là nở ở mức độ vừa phải rồi. Tuy nhiên mà thời tiết mà xấu như thế này thì chụp ảnh hoa mai anh đào cũng không có đẹp đâu quý vị. Bây giờ Nhân Lạc Ca đang hướng ra phía ngoài quảng trường Lâm Viên để xem như thế nào quý vị ha. Về tình hình thời tiết cũng như là du lịch. Du lịch thì đương nhiên thì những ngày này khá là vắng rồi. Còn về thời tiết thì âm u và khả năng trong chiều nay cũng sẽ có mưa. Buổi sáng sớm thì đông đúc một tí do là người dân thành phố Đà Lạt họ đi làm rồi đưa con em đi học. Còn vào khoảng 8-9 giờ sáng thì đường phố vắng và rất là thông thoáng luôn. Thành phố Đà Lạt chỉ đông vào những cái thời điểm du lịch, những cái mùa cao điểm thôi quý vị. Còn những cái ngày bình thường thì Đà Lạt cũng vắng. Hiện nay thì các cái sân khấu, rồi các cái điểm mà như là phố trà, cà phê, rồi những cái chợ nông sản vân vân quý vị, thì người ta cũng dọn dẹp hết rồi để trả lại mặt bằng đường phố cũng như là cảnh quan xung quanh. Nên chúng ta thấy là không còn cái không khí festival hoa nữa, đã qua rồi, chỉ còn lại một số tiểu cảnh trang trí ở ven đường thôi. Trước mắt chúng ta đó là quảng trường Lâm Viên với quả cầu Apiso, rồi một cái sân rất là rộng. Sân này thì thường là ngay quảng trường thì thường các cái sự kiện lớn người ta sẽ tổ chức ở ngay khu vực này, có những cái sân khấu lớn. Và bây giờ Nhân Lạc Ca đang bước lên phía trên quảng trường Lâm Viên. Trên quảng trường Lâm Viên thì trời đã âm u và đã có những cái giọt mưa lất phất rồi quý vị. Thì khu vực này hôm nay vắng vẻ lạ thường, những cái lá cờ treo thì người ta cũng gỡ xuống. Rồi khu vực này hôm nay thì rất là vắng luôn. Dường như chỉ có lác đác dăm ba người ghé tới khu vực này để vui chơi. Có hai bố con người nước ngoài quý vị ghé khu vực này để vui chơi. Một đứa nhỏ rất là dễ thương. Năm nay thì đã Tết Tây rồi, chuẩn bị đón Tết Ta quý vị. Tuy nhiên thời tiết vẫn còn âm u và còn đóng đảnh lắm quý vị. Những cái năm trước thì những cái mùa này trời nắng rất là nhiều, tuy là lạnh nhưng mà thời tiết nắng rất là nhiều. Tuy nhiên năm nay thì chúng ta thấy bầu trời âm u, buổi sáng cũng giống như buổi chiều, mây mù khắp lối và dường như không có nắng, có mây mưa phùn lất phất thôi.
Quảng trường hôm nay quá vắng luôn quý vị, dường như không thấy bóng người. Quay đi quay lại thì còn hơn 2 tuần nữa thôi thì đã đến Tết ta. Lúc đó chúng ta nghỉ vài ngày và chúng ta có thể đi du lịch được nhiều nơi. Có nhiều người thì người ta ghé tới thành phố Đà Lạt du lịch đó, xong người ta đi xuôi xuống thành phố Nha Trang, rồi đi quay trở lại Sài Gòn quý vị. Hoặc là có những người người ta đi du lịch ở Nha Trang, rồi Bình Thuận, Mũi Né, rồi người ta lại xuôi lên những cái cung đèo như là đèo Khánh Lê, Khánh Vĩnh, đèo Sông Pha, vân vân, thì đi lên thành phố Đà Lạt du lịch. Người ta đi hai điểm kết hợp với nhau, sau đó người ta quay trở lại quốc lộ 20 đi về hướng Sài Gòn cả và các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam Bộ quý vị. Trước mắt chúng ta đó là con đường Hồ Tùng Mậu, nơi mà diễn ra cái phố trà cà phê cách đây ít hôm đó quý vị, dịp festival cũng như là chào đón năm mới. Và nay thì người ta cũng đã dọn dẹp trả lại mặt bằng đường phố thông thoáng đó quý vị ha. Và Đà Lạt thì hết Tết ta, hết Tết Nguyên Đán sắp tới quý vị, thì đèo Pen trên quốc lộ 20 đó quý vị, cung đèo mà thơ mộng uốn quanh rừng thông đó quý vị, thì sẽ đóng lại và khởi công xây dựng cái đèo, mở rộng cái đèo Pen lên thành 4 làn xe, mở rộng gấp đôi so với hiện tại đó quý vị, với một cái kinh phí rất là lớn. Khi mà mở rộng đèo Pen thì chúng ta sẽ hướng qua phía đèo Mimosa. Đèo Mimosa hiện nay cũng đã làm xong rồi quý vị. Thì hướng đèo Mimosa và đèo cung đèo Sacom để chúng ta hướng lên thành phố Đà Lạt. Đó là hai cung đèo mà cũng khá đẹp để cho chúng ta đi. Và đối với những ai mà thích đi ngắm cảnh thì đi cung đèo Sacom ngắm cảnh rất là đẹp quý vị. Còn đèo Mimosa cũng có nhiều các cái khu du lịch. Và Nhân Lạc Cà đang hướng về con đường Trần Phú về. Trước mắt chúng ta đó là nhà thờ Con Gà, nhà thờ Chánh Tòa. Và bây giờ Nhân Lạc Cà sẽ hướng vào bên trong con đường nhà chung. Đây là con đường nằm bên cạnh nhà thờ Con Gà, nhà thờ Chánh Tòa quý vị. Ở khu vực này thì cũng có rất là nhiều các cái quán ăn ngon như là bánh căn. Ở đây thì có trường Tây Sơn và trường Quang Trung quý vị. Hai cái ngôi trường nằm ở khu vực này. Nên buổi sáng cũng như là buổi chiều tan tầm, con đường khu vực này rất là đông đúc và nhộn nhịp kẹt xe. Tuy nhiên bây giờ thì học sinh cũng đã vào học. Phụ huynh thì cũng đã đi làm nên ra đường phố rất là vắng luôn. Và bây giờ Nhân Lạc Cà sẽ hướng xuống một con dốc rất là đặc trưng của thành phố Đà Lạt. Thành phố Đà Lạt thì chúng ta quen thuộc với những cái con dốc lớn như con dốc Lê Đại Hành, rồi những cái con dốc ở đường Lê Thị Hồng Gấm, dốc đường Duy Tân, vân vân. Thì Đà Lạt còn có nhiều cái con hẻm mà dốc ơi là dốc, như khu vực Xuân An,
rồi dốc Nhà Bò, rồi dốc Nhà Làng quý vị. Những con dốc rất là quen thuộc, và bên trong những con dốc này thì cũng có những cái căn nhà cũ cũ, những cái homestay người ta đi co lại, thiết kế lại để cho du khách ở. Và ở đây thì có một cây đào đã nở hoa rất là nhiều rồi quý vị. Chúng ta đã thấy một cái không khí của mùa xuân, mùa xuân đang về quý vị ha. Trong hẻm này thôi, nhưng mà vì nằm ở trung tâm cho nên những cái căn homestay, những cái căn khách sạn ở trong cái con hẻm như này nhiều du khách lựa chọn vì nó có view quý vị. Khi mà ở lên những cái tầng ở trên cao, chúng ta nhìn thấy những cái không gian ở bên ngoài rất đẹp. Và như vậy thì hôm nay Nhân Lạc Cà đã gửi tới quý vị những cái hình ảnh thân quen của thành phố Đà Lạt, cũng như là cập nhật về vấn đề du lịch và thời tiết, cuộc sống của người Đà Lạt vào những cái ngày sau Tết dương lịch quý vị. Nhân Lạc Cà rất cảm ơn quý vị, cô chú, anh chị, các bạn đã theo dõi video này. Hãy đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ tinh thần Nhân Lạc Cà nhé. Còn bây giờ, Nhân Lạc Cà xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong một video tiếp theo về Đà Lạt.